Đấy. Ôi, đây rồi. Đây rồi. Rồi, đây là súng của ông nhá. Này, để tôi ra kia tôi nạp đạn súng của tôi. Ui, anh cứ ngửi nữa, hôi lắm. Bắn mà hacker không biết được đâu. Mắm này, mọi người thấy mắm chưa? Giơ tay lên. Đầu hàng. Đầu hàng đúng không? Như lúc đầu thỏa thuận, bây giờ đầu hàng là phải xịt một phát. Đúng không? Giờ xịt vào mặt nhá. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Bỏ xuống xuống. Sẵn sàng nhá. Anh cười thua rồi. Nước mắm đấy, anh cười. Nước mắm ơi, tôi cho nước mắm đấy. Còn nước của ngươi là nước Coca, ta không sợ cơ. Nước mắm này. Nước mắm này. Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mọi người hacker nhỉ? Nay hacker đang đi chăn bò à? Đây bò của nhà hacker này. Đấy thì mình ở nay mà mình mang súng với nước đến, mình gọi là làm một trận đấu quyết chiến với hacker, là thi bắn súng nước và pha Coca. Hacker ơi. Hacker. Làm gì đấy? Làm gì đấy? Chơi game. Chơi game á? Đúng rồi. Ui giời, chơi game gì này? À, tôi bảo này, có cái trò chơi này nhá, vừa chơi được vừa kiếm tiền nhanh lắm. Đây này. Trò gì? Trò này là V99, nạp tiền rút tiền nhanh gọn luôn. Đây này, giới thiệu luôn cả mọi người nhá. Đây này. Và tỷ lệ của game này là rút đổi là 1-1 nhá, qua ATM và ngân hàng. Đây có rất nhiều các trò chơi luôn. Này, tiến lên này. Đây. Sổ số bắn cá này. Đây mình có thể chơi luôn bắn cá cho mọi người xem này. Đây mình chơi game này khi mà buồn giải trí nha các bạn nhá. Đây mình tăng mức sóng nòng súng to lên này. Đấy, và bắn này, đó. Ok, và mình quay cho mình thì thường mình chơi thường thì mình chơi 3 cây nhiều hơn này. Đây, mình chơi luôn cho mọi người xem này. Đây. Đó. Rồi bây giờ vào phòng sau là phải đợi nha. Chơi 3 cây này rất là hay luôn mọi người. Và cứ nạp 500 vào thì sẽ được tặng 100 các bạn nhá. Đấy, có rất nhiều cô đà luôn. Giành cái này, giờ mình một là mình giành cái, hai là mình chơi solo với nhau được. Đó. Mọi người đợi một xíu nha. Đây là hẳn. Ok, 7 nước này. Ok. Đó. Ăn rồi. Đó, thấy chưa? Và tỷ lệ rút nạp là 1-1 nha mọi người nha. Và khi các bạn có đủ số tiền mà các bạn ưng ý thì các bạn có thể qua rút tiền. Như mình đã rút rất là nhiều rồi. Đây lịch sử rút của mình này. Đây. Đây chi tiết này, mình đã rút 500 này. Và đây là 500 này. Đây chi tiết nha. Đây là số tài khoản của mình này, Lê Văn Hải đây. Ok, và link của game thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha. Đấy, người thấy chưa? Đấy. Người nói con thật không? Thật. Kiếm tiền dễ vậy à? Ừ, nạp tiền rút tiền nhanh gọn luôn. Được, để tí nữa tôi chơi. Ừ. Mà người đến đây làm gì? À, đến đây hôm nay tôi muốn bắn súng nước với ông, thi bắn súng nước. Chơi không? Lại chơi với ta. Nhưng mà lần này không phải là súng nước, mà là lần này bắn súng trong có Coca-Cola. Ok không? À. Uống được à? Uống được, nhưng mà để bắn mọi người cơ. Chơi không? Được. Ai mà bị thua nha, ai mà bị ai đầu hàng trước thì người đấy phải đứng yên để cho người khác bắn. Chơi không? Được. Được. Này, đây cho ông chai Coca này. Đây tôi hỗ trợ ông đổ này. Rồi, đổ nước vào đây. Đây. Cầm lấy. Đổ nước vào đây nha. Đổ đầy luôn này. Đấy. Xong là chạy trốn quanh đây thôi nhá. Ông đi bò à? À, đi chơi bò. Ồ, sắp đầy rồi này. Sao lại ui nhiều nhá. Ồ. Đấy. Ồ, đây rồi. Đây rồi. Rồi, đây là súng của ông nhá. Này, để tôi ra kia tôi nạp đạn súng của tôi. Ok không? Được. Đi, trời ơi. Nước của người đâu? Đây, ta đây, chai đây, nước của ta. Đi. Gì đây? Nước của mình như là ai? Cái gì? Mắm á? Mắm chứ. Ui. Mình chơi mắm luôn, hiểu không? Đấy. Nhìn màu mắm này nó cũng giống màu của... Nó không biết được đâu. Nó không biết được đâu, hiểu không? Đấy. Bây giờ mình đổ mắm nhá. Đó, hôi lắm. Hôi lắm. Ừ, hôi. Ui, anh cứ ngửi nữa, hôi lắm. Bắn mà hacker không biết được đâu. Đấy. Đấy. Mắm này, mọi người thấy mắm chưa?
Mắm chín hiệu luôn nhá. Chín xu 50. Mình đổ hai chai không nào? Mình đổ hết vào. Mình bắn thôi. Hết một chai. Một chai kia đi thấy. Hacker đâu? Nhìn hacker đâu? Đang test súng, đang test súng. Nó đang nghịch súng. Nào. Đây mà. Ôi. Nhìn nó văng ở đây hơi lắm. Bắn vào áo nó về có mà giặt ra còn lâu. Nó làm gì biết giặt áo anh. Ôi. Ok chưa? Ok. Chiến thôi. Mày trốn đi nha, để okay. Anh với nó bắn thôi. Ok, thử. Ok. Ô, đây. Đấy, lên rồi. Đừng. Hồi lắm. Hồi lắm. Đưa mũ này, đưa mũ này. Mọi người đợi mình xíu nhá. Mình đeo cái mũ lên đầu đã. Để mình nói chơi. Bây giờ thì mỗi người bước ra xa 10 bước nhá. Xong là nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, mình trốn rồi mọi người ơi. Hacker không biết mình ở đâu cơ. Trốn rồi. Thằng tìm. Nhìn thấy không? Kìa. Hay. Hacker ơi! Ui nước mắm hôi lắm. Ui bắn mình. Ui. Hacker rồi. Chạy vào kia. Chạy vào kia. Chạy vào đấy à? Đâu rồi? Đây rồi. Đây rồi, chạy vào đây à? Đây rồi. Đây hacker đây này, mọi người hacker đây này. Đang nhìn, đang tìm mình. Đang tìm mình. Ấy, đang tìm mình. Không thấy mình đâu. Ui, chạy đấy trốn hacker rồi. Mọi người thấy hacker không? Ui. Yeah.
Đi thôi, em cứ đi thôi. Nó vẫn nhìn thấy mình, nó nhìn thấy mình rồi. Chơi bẩn đúng không? Hả? Mùi gì? Chúng ta có mùi đâu, xung người có mùi khắm khắm vậy. Mùi gì mùi khắm? Biết mùi mắm tôm mọi người ơi. Đâu? Nhìn có mùi gì? Mùi gì đâu? Giơ tay lên đầu hàng ấy, tôi tha được không? Không được, chặt tay không tính. Chắc ông tính. Ông định chơi bẩn hả? Sao mùi khắm đấy? Giơ tay lên. Nhanh, thì tôi tha thôi. Không chờ này, không nhờ, không nhờ. Nó không biết là nước mắm đâu mọi người ơi. Ui, mình cũng ướt này. Không chơi á? Không chơi thì thua rồi, giơ tay lên. Giơ tay lên. Đầu hàng đúng không? Như lúc đầu thỏa thuận, bây giờ đầu hàng là phải xịt một phát. Đúng không? Giờ xịt vào mặt nha. Sẵn sàng chưa? Được. Sẵn sàng chưa? Bỏ xuống xuống. Sẵn sàng nhá. Anh cười thua rồi. Mùi khắm đấy. Nước mắm đấy anh cười. Nước mắm đây. Tôi cho nước mắm đấy. Còn nước của ngươi là nước Coca, ta không sợ cơ. Nước mắm đây. Nước mắm đây. Ta xin nước mắm vào ngươi này. Ông chơi, ta cứ chơi đây. Sợ chưa? Sợ chưa? Trốn à? Anh à? Trốn à? Trốn à? Đâu rồi? Đây rồi. Đây rồi. Mình không sợ nước mắm à? Không sợ nước mắm à? Nước mắm hôi lắm mọi người ơi. Anh cười. Rồi, mệt quá. Phun nước này không ăn thua đâu. Đây nước mắm nó hết đạn chưa? Ai đạn rồi à? Chạy đây. Nên chạy đây. Yeah, mọi người ơi, mình dạy cho hai cơ một bài học rồi nha. Anh coi ơi, anh coi, anh coi thua rồi. Hả? Thua rồi à, anh Thắng ơi. Ui. Có nhưng mà nó bán với anh là Coca. Anh mắm vào nó nước mắm hôi quá. Sao anh cũng phải ướt hết vậy? Thì nó bắn mà. Anh sợ rồi. Sợ. Yeah, anh em mình Thắng ơi. Em bắn nó. Thôi đừng bắn nó, còn nó tức rồi. Lại điền. Yeah, anh em mình Thắng ơi. Nó chịu đầu hàng đấy. Nó chịu đầu hàng thì thua nào. Nào, yeah. Ôi mọi người ơi, chắc mình về đây không có hai cơn đấy, điên lên. Nó đi lấy nước mắm lại bắn lại anh em mình nhá. Hồi lắm nước mắm hôi á. Giờ anh em mình về rửa súng đi. Ướt hết quần áo rồi, hôi rồi. Thôi đi vào. Bye bye anh cơn nha.